Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng hàng ngày trên đài phát thanh và truyền Long An. Ngoài những thông tin chính vừa rồi, hôm nay nóng 24 giờ sẽ gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý về tình hình giao thông, an ninh trật tự diễn ra trong thời gian gần đây tại các tỉnh miền Tây và nhiều địa phương trên cả nước. Không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ một quý vị theo dõi thông tin đầu tiên trong chương mục tin nóng Thưa quý vị, mới đây, Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành truy tìm và bắt giữ một người phụ nữ đang lẫn trốn tại một huyện miền núi Sơn Hà ở địa phương này để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản của một cửa hàng điện thoại trên địa bàn. Nữ quái này đã dùng chiêu lừa đảo mới để chiếm đoạt tiền. Cụ thể, thủ đoạn là gì? Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi chi tiết vụ việc để nâng cao cảnh giác. Đối tượng lừa đảo là Lê Thị Dĩ, 26 tuổi, trú huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 15 tháng 3, dĩ đến một cửa hàng điện thoại ở thị trấn La Hà giả giờ mua điện thoại trò chuyện với chủ cửa hàng để tạo lòng tin sau đó dĩ nhờ chủ cửa hàng chuyển giúp 10 triệu đồng đến một tài khoản ngân hàng người này đồng ý giúp dĩ ngay lúc đó dĩ trả lại số tiền 10 triệu đồng cho chủ cửa hàng chiều hôm sau dĩ quay lại tiếp tục nhờ chủ cửa hàng chuyển khoản giúp 290 triệu đồng người chủ tiếp tục giúp dĩ chuyển tiền khi 290 triệu đồng được chuyển thành công dĩ nói muốn đi nhờ nhà vệ sinh sau khi trở ra sẽ trả lại tiền. Sau đó dĩ đi vào phía sau cửa hàng điện thoại, lên lầu 2, rồi bò sang mấy nhà bên cạnh tổ thoát. Quý bà con cần hết sức cảnh giác trước những lời đề nghị của người lạ khi nhờ chuyển tiền qua tài khoản. Vì có khả năng đây là cái bẫy mà các đối tượng lừa đảo cố tình gian ra nhằm chiếm đoạt tài sản của quý vị. Vào ngày 22 tháng 3, phòng cảnh sát kinh tế BC03 Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam ông Hồ Việt Tân, 61 tuổi và ông Bùi Huỳnh Bá Phước, 40 tuổi về tội nhận hối lộ. Bị can Tân và Phước là công chức chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Phú Mỹ, cục hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bị xác định nhận tiền của doanh nghiệp rồi ngó lơ cho đường dây này nhập xăng dầu từ các tàu quốc tế về bán trong nước. Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án buôn lậu do Lê Tấn Hòa, 48 tuổi, cùng đồng phạm thực hiện. Đến nay, công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt 8 người để điều tra về hành vi buôn lậu, đưa và nhận hối lộ. Cơ quan điều tra xác định nhóm bị can đã núp bóng công ty trách nhiệm hữu hạn dẫn tải xăng dầu Sài Gòn Transco, hợp đồng vận chuyển dầu FO DO thuộc diện tạm nhập tái xuất từ tổng kho xăng dầu nhà bè giao cho các tàu quốc tế đang neo đậu tại khu vực sông Đồng Nai, cảng Phú Mỹ, Vũng Tàu, cảng Lotus. Từ đây qua cùng đồng phạm móc nối với các thuyền trưởng để mua lại một phần thuộc lô hàng vận chuyển cho tàu nước ngoài cất giấu vào các khoang bí mật được thiết kế trên xà lan rồi đưa về thị trường nội địa tiêu thụ mà không làm thủ tục khai báo hải quan vụ án đang được mở rộng điều tra. Vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 3 thành phố hồ chí minh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam ba đối tượng bao gồm châu tiến dũng 45 tuổi nguyễn tuấn tài 31 tuổi và nguyễn năng tiến 31 tuổi về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên từ cuối năm ngoái, đối tượng Dũng và Tài đã lên mạng xã hội học cách sửa thông tin cá nhân trên giấy tờ, sau đó dùng các thủ tục vay tiền qua các app trên mạng. Trưa ngày 1 tháng 3, Tổ tuần tra 363 Công an quận 3 khi thực hiện tuần tra đến chân cầu Trần Quang Diệu thuộc phường 9 quận 3 thì phát hiện Dũng điều khiển xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trong người Dũng có một căn cứ công dân không có hình chụp, không có mã QR, một căn cứ công dân có hình ảnh của Dũng nhưng thông tin tên tuổi, địa chỉ của người khác. Bên trong điện thoại người này có nhiều tin nhắn, hình ảnh liên quan đến việc mua bán và làm giả giấy tờ. Dũng khai nhận từ cuối năm 2023 đã lên mạng xã hội học cách sửa đổi thông tin cá nhân trên các giấy tờ để sử dụng vay tiền các ứng dụng trên mạng. Qua mạng xã hội, Dũng quen biết Tài và Tiến, Tiến đã bán cho Dũng 11 thẻ căn cứ công dân gắn chip với giá từ khoảng 100 đến 150 000 đồng một thẻ. Sau khi mua về, Dũng cùng tài cạo xóa, chỉnh sửa làm giả giấy tờ. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, Dũng đã dùng căn cứ công dân giả vay được 52 triệu đồng của hai ngân hàng. Ngoài ra, Tài cũng đã bán được 3 căn cứ công dân giả với tổng số tiền là 4,5 triệu đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng và Tài, lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ nhiều máy móc thiết bị phục vụ việc làm giả giấy tờ. Tại nơi ở của Tiến, công an thu giữ 60 giấy tờ các loại. Vì cho rằng nạn nhân nẹt bô khiêu khích mình, nên năm đối tượng gồm Nguyễn Thành Được, Nguyễn Hoàng Thiện, Nguyễn Văn Thảo, Võ Hồng Trung, Phan Văn Long đã đuổi theo và dùng hung khí đánh gây thương tích nạn nhân. Ngay sau đó, Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã khởi tố bắt tạm giam 5 đối tượng trên cùng chú tại địa bàn tỉnh để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, 5 đối tượng trên đang uống nước tại quán cà phê thì thấy một người nữ điều khiển xe mô tô chở một nam thanh niên ngồi sau chạy qua. Cho rằng hai người này nẹt bô xe khiêu khích nên năm đối tượng lên hai xe mô tô đuổi theo đánh thương tích cho nạn nhân. Hậu quả, nam thanh niên bị các đối tượng dùng dao tự chế và kiếm gây thương tích nặng ở vùng đầu với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên đến 40%. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Còn ở tỉnh Tiền Giang, Công an huyện Tân Phước vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Phát, sinh năm 1996, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Cụ thể vụ việc như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo điều tra, vào ngày 9 tháng 3, Phạm Hồng Sáng, sinh năm 1980, ngụ xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, gọi điện thoại cho bà C, sinh năm 1985, ngụ xã Phước Lập, huyện Tân Phước. Chồng cũ của bà C là ông Phạm Văn Hắc, sinh năm 1977, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, nghe máy. Ông Hắc và Sáng xảy ra cự cãi, thách thức lẫn nhau. Sau đó, Sáng gọi điện thoại cho bốn người khác đến gặp ông Hắc để giải quyết mâu thuẫn. Đến nơi, Sáng và ông Hát tiếp tục cự cãi dẫn đến đánh nhau. Cha ruột của bà C dùng vỏ chai bia đánh một người trong nhóm của Sáng. Đối tượng Nguyễn Văn Phát trong nhóm của Sáng đã xô ông B ngã xuống đường và tử vong sau đó. Đối tượng Phát đã bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị bắt giữ. Thưa quý vị, cách đây vài ngày, 8 học sinh trường tiểu học Ngãi Xuyên A, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, đến cửa hàng tạp hóa gần trường, mua 11 quả bốn nổ đem vào lớp sau đó các em dùng tay tác động mạnh cho quả bóng phình to để chơi dẫn đến phát nổ, khiến 21 học sinh có biểu hiện nôn ói, nhức đầu phải đi cấp cứu. Tiếp nhận thông tin, công an xã Ngãi Xuyên và huyện Trà Cú đã phối hợp trung tâm y tế huyện Trà Cú đến kiểm tra và xác định nguyên nhân ngộ độc là do các em hít phải khí bên trong quả bóng nổ nhãn hiệu là Justin, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và không có phụ đề để hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Hiện sức khỏe của 21 học sinh trường tiểu học Ngãi Xuyên A ổn định và đã đi học trở lại. Qua sự việc này, mong rằng thời gian tới các địa phương sẽ phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền về tác hại của loại bóng nổ tại các trường học và trong nhân dân để biết phòng ngừa, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhất là các loại hàng hóa trẻ em thường dùng. Tiếp tục chương trình là thông tin về tai nạn giao thông xảy ra ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã khiến 5 thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Theo hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, nam thanh niên này tăng tốc vượt lên trên chiếc xe tải, nhưng không may gặp tai nạn thương tâm. Ngay sau đó, công an huyện Bình Chánh phong tỏa hiện trường, khám nghiệp điều tra nguyên nhân. Thông tin ban đầu, hơn 16 giờ chiều ngày 22 tháng 3, xe tải biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy trên đường Vĩnh Lộc hướng từ đường Nguyễn Thị Tú về đường Trần Văn Dầu. Khi đến khu vực thuộc ấp 1 xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thì xảy ra gia chạm với xe máy biển số 85 d 1 48927 do nam thanh niên chừng 25 tuổi điều khiển, tử vong tại chỗ. Hình ảnh từ camera an ninh, xe tải và xe máy chạy song song cùng chiều. Người chạy xe máy liền đó tăng tốc vượt lên, nhưng xe bị loạn choạng do di chuyển vào phần rảnh giữa mặt đường nhựa và mép cỏ dân đường và xảy ra tai nạn đáng tiếc với xe tải. Đến hơn 19 giờ, công an huyện Bình Chánh mới hoàn tất xử lý hiện trường vụ tai nạn trên. Cùng ngày tại quốc lộ 20, phường 1, Bảo Lộc, sau khi va chạm với xe máy, người đàn ông văng ra đường và tiếp tục va phải xe tải chở rau, dẫn tới tử vong tại chỗ. Cụ thể, chiều cùng ngày, ông Trần Giang Chiến, 59 tuổi, ngụ tổ 23 phường 2 thành phố Bảo Lộc, chạy xe máy hướng lên thành phố Đà Lạt. Khi đến vị trí nói trên thì va chạm với xe máy do cháu PTML, 17 tuổi, ngụ thôn Ảnh Mai Ba, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc điều khiển chạy hướng ngược lại. Cú va chạm khiến ông Chiến cùng xe máy văng ra đường, và lúc này xe tải biển số 60F00661 do Trần Duy Khương, 26 tuổi, ngộ ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai điều khiển, gia trúng ông Chiến. Ông Chiến sau đó đã tử vong. Mới đây, một tài xế xe ô tô vừa đăng tải camera hành trình, ghi lại cảnh tượng xe bồn chở xăng dầu, cố tình gây va chạm với xe của mình. Cả tài xế lẫn người dân trên đoạn đường Phạm Văn Đồng chứng kiến đều bức xúc trước sự liều lĩnh của tài xế xe bồn, khi bất chấp nguy hiểm xảy ra cháy nổ để va quẹt với xe ô tô. Theo hình ảnh camera hành trình ghi lại, chiều 22 tháng 3, ô tô con mang biển số 60A do tài xế Phan Bảo Quốc điều khiển lưu thông qua vòng xoay Lê Quang Định Phạm Văn Đồng. Tài xế Quốc cho xe đi chậm để nhường đường cho các xe máy đang ôm cua vòng xoay. Tuy nhiên, một xe máy bất ngờ dừng đột ngột do ảnh hưởng phương tiện khác đang ôm cua vòng xoay, vụ việc khiến tài xế Quốc phải né để không va chạm với xe máy. Đúng lúc này, xe bồn chở xăng dầu biển số 51C 15796 đang lưu thông bên phải chạy tới. Sau đó, xe này vượt lên ép đầu ô tô. Rất may, ô tô đã kịp né qua trái để tránh va chạm. Tuy nhiên, xe bồn tiếp tục vượt lên và một lần nữa ép đầu ô tô con. Vụ việc khiến đuôi xe bồn quẹt vào đầu ô tô làm ô tô bể đèn, mất phần đầu nhưng xe bồn lại tăng ga tiếp tục lưu thông. thưa quý vị một vết dầu nhớt kéo dài hàng trăm mét chảy xuống mặt đường trên tuyến quốc lộ 62 đoạn thuộc xã Mỹ Phú huyện Thủ Thừa ở địa phương chúng ta vào trưa ngày hôm qua đã khiến loạt xe máy bị té ngã gây thương tích cho nhiều người khi chạy qua khu vực này đoạn dầu nhớt được xác định từ ngã tư Mỹ Phú kéo dài khoảng 200m trên quốc lộ 62 đi về hướng thị xã Kiến Tường tỉnh Long An nhiều xe máy đến đoạn đường này bị té ngã sau khi thấy nhiều người bị ngã, những người thợ đang xây nhà gần đó cùng với người dân xung quanh dùng cát trải lên các khu vực đổ dầu nhớt, đồng thời ra hiệu cảnh báo để người đi đường tránh gặp nguy hiểm. Đồng thời, người dân cũng thông báo sự việc đến cơ quan chức năng trích xuất camera để tìm xe làm chảy dầu nhớt xuống đường. Vụ việc đang được Công an huyện Thủ Thừa, Long An xác minh truy tìm phương tiện làm đổ dầu nhớt trên đường. Vào sáng hôm qua, sau khi biết một nhóm người dân bắt cá heo về bờ để xẻ thịt bán, nhiều chủ tàu cá cùng ngư dân xã Cảnh Dương, tỉnh Quảng Bình đã có hành động đẹp, ý nghĩa khi cùng nhau góp tiền mua lại đàn cá rồi thả chúng về lại biển cả. Khoảng 9 giờ sáng ngày 22 tháng 3, một nhóm ngư dân đi biển đánh bắt được cá heo dài khoảng 2 mét, nặng khoảng 40 kg. Sau đó, cập cửa ròn, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình để trao bán. Theo một số ngư dân, khi nhìn thấy cá heo nhiều chỗ tàu cùng bà con xã Cảnh Dương đã góp 1 triệu đồng, vận động nhóm ngư dân bán cá heo để mua lại, sau đó thả cá về với môi trường tự nhiên. Theo quan niệm của bà con xã Cảnh Dương, nếu cá heo xuất hiện ở vùng biển nào, thì ở đó cả năm sẽ gặp nhiều may mắn. Khi cá heo vào bờ, bà con sẽ làm lễ cầu an và tìm mọi cách để đưa cá ra biển, cả làng không được ai thịt hay buôn bán cá heo. Nếu cá heo không còn sức sống thì bà con ngư dân đưa về nghĩa địa cá để làm nghi lễ chôn cất. Được biết, lần cá heo xuất hiện gần nhất tại làng biển Cảnh Dương cũng đã gần 10 năm trước. Thưa quý vị mặc áo như nhân viên giao hàng của một hãng xe ôm công nghệ, thế nhưng nam thanh niên trong đoạn clip sau đây lại không đi làm mà chỉ ngụy trang thực hiện hành vi trộm cắp. Sự việc xảy ra tại một nhà dân ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù giá trị đồ vật không cao, nhưng có thể thấy hiện nay việc kẻ trộm giả danh các hãng xe công nghệ ngày một nhiều rất khó phát hiện. Nam thanh niên mặc áo nhân viên giao hàng chạy xe tay ga đến trước ngôi nhà, thấy lồng chim treo trên cao, đối tượng dừng xe ngó nghiêng xung quanh, rồi nhanh như chớp thò tay lấy trộm lồng chim lên xe rồ ga tổ thoát. Toàn bộ diễn biến chưa đầy 30 giây. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, mới đây đoạn clip ghi lại tình huống tài xế taxi không nhường đường cho người đi bộ đã nhận nhiều chỉ trích. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ việc. Trước đó, việc hàng loạt các dòng xe không nhường đường cho các em học sinh qua đường cũng đã gây nhiều bức xúc thưa quý vị. Camera hành trình của ô tô gian đường ghi lại tình huống trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn du khách qua đường ở chỗ có dạch kẻ dành cho người đi bộ. Cả đoàn qua gần hết, chỉ còn một du khách nam. Nhưng tài xế taxi không nhường đường mà cắt ngang qua. Theo quy định về giao thông, tại nơi có dạch kẻ đường dành cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ. Cũng liên quan đến xe taxi, mới đây khi lưu thông trên đoạn đường đèo, một tài xế xe taxi đã có hành động chèn ép xe máy. Chưa nói về tính đúng sai, nhưng hành động của taxi trong tình huống này là cực kỳ nguy hiểm, nhất là đang trên cung đường đèo. Sự việc khiến nhiều người phẫn nộ. Tình huống được camera hành trình của ô tô đi phía sau ghi lại trên đèo Grand Lâm Đồng, chiếc taxi đã chạy kiểu kèm sắt đuôi xe máy. Không những thế, khi tài xế taxi vượt lên còn cố tình chèn ép, khiến hai người đi xe máy suýt ngã. Chưa rõ hai bên có mâu thuẫn gì từ trước, nhưng hành động của tài xế xe taxi tiềm ẩn nguy hiểm. Nếu chẳng may xe máy bị ngã thì hậu quả khó lường. Thiếu quan sát, chạy cắt mặt xe tải để sang đường, xe bán tải bị xe hô cô đâm nát một bên hồng. Sự việc diễn ra vào cách đây chưa lâu tại ngã tư đường 36, đoạn khu 4, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Xe bán tải đang đi trên đường thì bất ngờ rẽ trái. Thế vì di chuyển áp làng trái để sang đường thì tài xế lại đi khất mặt, chuyển từ làng thứ hai và rẽ trái ngay mà không quan sát xe tải ở phía sau. Do tình huống bất ngờ, xe tải không kịp xử lý nên đã tông vào một bên hông của xe bán tải. Thưa quý vị, 8 năm qua, tại thành phố Cần Thơ có một lớp dạy bơi đặc biệt khi nơi đây dạy bơi hoàn toàn miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ duy trì tổ chức lớp dạy bơi cho các học sinh ở trong và ngoài trường, nhiều em tham gia lớp học đã biết bơi, đạt nhiều thành tích ở các hội thao của quận và thành phố. Đó là lớp dạy bơi của cô Đỗ Thị Ngọc Quý, là giáo viên trường tiểu học Trà Nóc 2, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Nơi đây còn là điểm tựa tinh thần của nhiều phụ huynh, bởi mỗi năm hàng trăm em được xóa mù bơi, cũng đồng nghĩa hàng trăm em tránh được là được học hoàn toàn miễn phí. Trung bình mỗi năm, cô Quý tham gia tổ chức 3 đến 4 lớp dạy bơi, mỗi lớp 30 đến 45 em. Các em tham gia lớp bơi học từ lớp 1 đến lớp 5. Để có thể duy trì lớp dạy bơi, cô Quý xin ý kiến ban giám hiệu nhà trường, vận động xã hội hóa để thuê xe đưa học sinh đến nơi tập luyện, trả chi phí thuê hồ bơi. Cô Quý cũng kết nối với 3 giáo viên dạy bơi để huấn luyện các kỹ năng, quản lý các em trong các buổi học việc mà mọi nhà trường và cô quý mở lớp học bơi là chúng tôi rất cảm thấy rất là vui hạnh phúc để cho con mình biết được có kỹ năng sinh tồn với hồ bơi dưới nước đa phần á, là 12 buổi mà đa số mà các em nó nhanh nhẹn thì khoảng tầm 3 buổi 4 buổi là các em đã nổi nước được khi đó thì bên cạnh đó thì tại trường của mình thì mình sẽ kết hợp là dạy ở trên bờ là mình sẽ dạy kỹ năng sống cho các em về cái tình trạng đuối nước và mình học trên bờ là về cái cách thở nước quạt tay trong cái giờ trong cái tiết lồng ghép trong cái giờ thể dục của mình thì sau đó các em vào hồ thì các em học động tác rất là nhanh. Hiện nay cô Quý phụ trách giảng dạy môn thể dục ở trường. Công việc trong tuần đều kín lịch từ sáng đến chiều. Mặc dù vậy, 8 năm qua lớp dạy bơi này vẫn được cô Quý duy trì đều đặn. Từ lớp học này, hàng trăm em có thể tránh được tai nạn đuối nước. Còn đối với các thầy cô nơi đây, dẫu vất vả và lắm khó khăn, nhưng tất cả vì mục tiêu giúp các em bơi giỏi và bơi an toàn trên vùng sông nước. những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên nóng 24 giờ sẽ quay lại vào ngày mai lúc 18 giờ để chia sẻ đến quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất. Còn bây giờ Xuân Nghĩa và Thảo Uyên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.